Loạt ảnh mới được Lisa Black đăng lên Instagram không khỏi khiến fan ngất ngây. Mới đây, Lisa Black đã chính thức thay đổi diện mạo mới với mái tóc đen dài thước tha đầy nữ tính. Tuy nhiên sau khi xuất hiện tại sân bay và sự kiện Milan Fashion Week, không ít netizen lại cho rằng mái tóc mới diện, nhan sắc của em út Black không hợp với nữ idol như các kiểu tóc khác. Chữa, lúc dân tình vẫn còn đang tranh cãi về vấn đề này, em gái quốc tế đã tung luôn ra hai hình ảnh và video ngắn ghi lại cận cảnh nhan sắc với kiểu đầu đang bị chê bai. Động thái không khác gì một màn đáp trả, này đã giúp Lisa thu về hơn 7 triệu like cho 3 bài đăng Instagram. Nhan sắc của nữ idol không hề bị dìm, mà thậm chí còn được nâng tầm hơn nhờ mái tóc đen nhánh. Lisa tung luôn loạt ảnh, clip cận cảnh nhan sắc không còn gì để chê, nhan sắc của Lisa được nâng tầm nhờ mái tóc đen nhánh nữ tính. Cô em út cá tính của Black thêm phần thùy mị nhờ kiểu đầu này. Video liên quan Lisa Rin ngay hơn 7 triệu like chỉ với hai bức ảnh và một clip ngắn trước đó. Lisa gây xôn xao vì kiểu đầu mới theo of trí thức trẻ lé S+S.